Xin chào anh chị em đam mê Liên Quân, lại là mình Bob Liên Quân đây. Trụ là nơi chúng ta vốn nghĩ là an toàn, bảo vệ ta khỏi những kẻ địch muốn tấn công vào mình. Tuy rằng sát thương từ trụ không phải nhỏ, nhưng theo thời gian thì trụ sẽ yếu dần khi các vị tướng bắt đầu có cho mình những trang bị và độ chống chịu nhất định. Vậy nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người những vị tướng mà mình nghĩ là băng trụ bá nhất trong Liên Quân. Coi nhà địch như nhà mình thoải mái mà băng xả. À mà anh em lưu ý giúp mình là nội dung 96,69% là cảm nhận cá nhân của mình, nên anh em xem với tâm thế thoải mái thôi nhé. Bây giờ thì cùng mình tìm hiểu xem những vị tướng ấy là ai nhé. Ấy mà trước khi vô chuyên mục chính, anh em đừng quên dừng khoảng trình là 2 giây, nhấn like, chia sẻ và subscribe cho kênh Bọc Liên Quân để tiếp thêm động lực cho chúng mình nha. Ok, let's go thôi nào. Một, Arum. Đây là vị tướng hỗ trợ bảo vệ đồng đội và việc mở giao tranh cũng là rất tốt, nhất là từ giai đoạn giữa game khi đã lên cấp độ 4 thì AD bên phía đối phương sẽ luôn sống trong tình trạng sợ hãi. Chỉ cần cô nàng này tích đủ 3 linh thú xung quanh bản thân, sau đó chiêu 2 trúng địch để làm chậm, đồng thời giúp Arum tăng tốc và cô nàng hoàn toàn có thể lao luôn vào trụ để tiễn AD team địch bay mau trong vòng một nốt nhạc. Cái này là thà bị trói ở ngoài còn có cơ hội sống sót chứ ở trong trụ bị trói là xin những biệt cụ luôn. Nói sơ sơ về chiêu thức của Arum thì nội tại linh thú giúp cô triệu hồi linh thú xung quanh bản thân, mỗi linh thú khi trúng mục tiêu sẽ gây sát thương phép, đồng thời giúp cô nàng hồi một lượng máu nhất định. Với nội tại này giúp cô chẳng hề ngán bất kỳ đối thủ nào, nhờ độ chống chịu và khả năng hồi phục các bạn cũng có thể tiến sang phân rừng của đối phương, thực hiện các pha cướp bùa hay thậm chí có thể tự tin lao vào giữa đội hình của team địch. Ngoài ra, Arum còn sở hữu cho mình khả năng khống chế vô cùng đáng sợ với chiêu 2, thú sống và chiêu 3. Arum sẽ ra lệnh cho các linh thú tấn công vào vùng chỉ định. Mỗi linh thú sẽ có những hiệu ứng khống chế khác nhau. Linh thú đầu tiên làm chậm 50% tốc độ di chuyển khi trúng kẻ địch. Linh thú thứ hai làm chậm 90% và cuối cùng là linh thú thứ ba khiến cho kẻ địch bị choáng trong một giây. Đây là một chiêu thức khống chế diện rộng cực kỳ có lợi trong các pha giao tranh. Ngoài ra, ở chiêu 3, Arum còn có thể khống chế cứng khi trói buộc kẻ địch lại trong vòng 2,5 giây, không thể hóa giải được. Đây là chiêu thức quan trọng giúp cô nàng có thể lao thẳng vào trụ địch để bắt các vị tướng chủ lực hay bảo vệ AD một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, khi chịu sự tấn công của team địch, Arum sẽ kích hoạt chiêu 3 để mọi sát thương lên người cũng đều truyền qua cho nạn nhân xấu số. Và đó cũng là lý do mà Arum bị cấm rất nhiều trong các trận đấu hạng đó nha. 2. Lauriel. Cô nàng này được biết đến với vai trò pháp sư đứng giữa có khả năng biến ảo vô cùng khó chịu. Cô sẵn sàng khiến cho mọi kẻ địch phải hoa mắt chóng mặt với các pha lả lướt cò quay, ao nhai của mình. Đặc biệt khi đã mở đài phán xét, cô nàng có thể lao thẳng vào trụ địch để có thể xả một lượng sát thương lớn, ao nhai đối thủ và tận dụng miễn thương đến từ chiêu 2 để có thể lướt liên tục mà không bố con thằng nào kể cả sát thương từ trụ đụng được vào người của cô. Tuy nhiên, để có thể điều khiển được vị tướng này, đòi hỏi người chơi phải đủ sự bình tĩnh cũng như am hiểu hết về chất tướng, câu kéo đủ thời gian để tận dụng được khả năng hồi chiêu nhanh của cô nàng. Vì vậy, mình cũng có một vài lưu ý cho Lauriel như sau. Mỗi khi tung chiêu trúng đối phương, Lauriel sẽ được tích 1 điểm nội tại. Khi đủ 4 điểm sẽ kích nổ, giúp Lauriel hồi máu và làm chậm mục tiêu. Thêm nữa, các bạn chỉ cần lướt chiêu 2 thật chuẩn, vì điều này sẽ giúp giảm thời gian hồi chiêu của cô nàng một cách nhanh chóng. Cần ưu tiên thì lên cho mình các trang bị giảm hồi chiêu để có thể lướt chiêu 2 liên tục, cũng như tối đa hóa lượng sát thương gây ra của Lauriel. Ở giai đoạn giữa game, nếu Lauriel được nhường vô xanh thì sẽ rất có lợi. 3. Kuros. Đây là một vị tướng thuộc dạng bên bỉ trong giao tranh. Với chiêu cuối giải mọi hiệu ứng khống chế, Kuros càng mạnh mẽ khi băng thẳng vào đội hình đối phương hay thậm chí là trụ địch, kích hoạt chiêu 2 quẩy mà chẳng ngán bất cứ ai. Đây là vị tướng đấu sĩ có lượng sát thương tay mạnh nhất Liên Quân, bởi chiêu thức của hắn cho phép tăng tốc đánh sau mỗi lần vung tay và cường hóa ở mỗi đợt đánh thứ 3. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn có khả năng hồi máu và miễn nhiễm rất tốt với các hiệu ứng khống chế. Điều này giúp hắn trở nên cực kỳ bá đạo trong các pha băng trụ và quạt liên tục cả địch và cả trụ bay màu. Cho dù máu ít đi, hắn vẫn có thể ở lại và sử dụng mâu thần lực lên lính để giúp hắn hồi phục và tiếp tục càn quét. Tuy nhiên thì anh chàng này cũng có một vài yếu điểm như dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt mana, hay tuy có chiêu lướt nhưng khả năng cơ động của hắn cũng không quá cao nên dễ bị đối thủ thả diều. 4. Destra. Vị tướng này rất ít khi xuất hiện trong các trận đấu rank hàng ngày.
Tuy nhiên, nếu như bạn biết cách khai thác cô nàng, Daedra sẽ vô cùng cứng cáp và mạnh mẽ trong giao tranh. Nhờ vào bộ chiêu thức vừa có khả năng gây sát thương cao, với nội tại tung chiêu hay đánh thường trúng tướng địch sẽ được tăng 2% công vật lý và cộng dồn tối đa 8 lần với một tướng. Đồng thời có cả hiệu ứng đánh lan nhờ vào chiêu 2 huyết sát cơ của mình, cùng với 5% máu đừng hồi lại mỗi khi chiêu 2 trúng một tướng địch, giúp cô nàng vô cùng có lợi trong giao tranh. Ngoài ra, Daedra lại vừa có khả năng hồi máu siêu bá đạo, mình hay gọi vui là Diana siêu thấm hút ấy mà, khi có thể biến mọi sát thương nhận vào chuyển thành hồi máu cho Daedra trong vòng 3 giây. Điều này khiến cho Daedra hoàn toàn có thể tự tin vào lối chơi hổ báo cáo chồng của mình. Bật Diana siêu thấm hút lên để bám trụ và truy bắt kết liễu con mồi, thậm chí bạn cũng có thể lao vào thẳng tới đàn của tiểu địch chỉ để thị uy khả năng siêu thấm hút của mình. 5. Omen. Omen đang là vị tướng đấu sĩ cực kỳ mạnh ở vị trí solo tà thần. Nhờ vào bộ chiêu thức đặc biệt của hắn, công thủ toàn diện, hắn có thể dễ dàng đè bẹp và trên cơ mọi đối thủ. Với hai kỹ năng 1 và 3 là sát kiếm, giúp Omen kéo tất cả kẻ địch trong phạm vi về phía hắn, đồng thời giảm tốc chạy và kỹ năng sát vực khiến cho kẻ địch bị xích lại trong vòng 5 giây. Mỗi khi kẻ địch đã bị Omen nhắm trúng thì dường như không còn con đường nào để trốn thoát. Chưa dừng lại ở đó, với chiêu 2 sát niệm giúp hắn nhận được lượng miễn thương và tốc chạy rất lớn trong vòng 2 giây. Suốt khoảng thời gian này, các đòn đánh thường lên Omen sẽ bị bắn ngược về chính chủ, gây sát thương và làm chậm tốc chạy của nạn nhân. Các đòn đánh từ kẻ địch chỉ bị bắn ngược một lần. Điều này sẽ khiến cho anh chàng Omen trở nên cực kỳ vô đối, sẵn sàng lao thẳng vào và chắp luôn cả trụ để có thể lấy được mạng của bạn. Mặc dù khả năng miễn thương đến từ sát niệm của Omen mùa 24 này đã bị cắt giảm đi 10%, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến sự trâu cờ hó của vị tướng này. Thêm vào đó, với nội tại cho phép hắn cường hóa các đòn đánh thường, giúp giảm thời gian hồi chiêu 1 và 2 đi 1 giây, đã làm cho Omen trở thành nỗi khiếp sợ cho tiền địch trong các pha băng trụ của mình. 6. Gian. Là một vị tướng cực kỳ mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại và được sử dụng vô cùng thành công ở giải đấu đấu trường danh vọng vừa qua, Gian trong tay của những người chơi có kỹ năng cao phải nói là ảo diệu thật đấy. Vô số nét vẽ kiệt tác được tạo ra, không biết có anh em nào ở đây giống như mình không, chỉ đến tận bây giờ mình vẫn còn nhớ rất rõ cái pha cân 4 cực kỳ mãn nhãn của Gian trong tay Quang Hải đấy anh em ạ. Xem đi xem lại mà mình vẫn cứ bị nổi da gà ấy. Sở hữu lối chơi vô cùng phức tạp nhưng lại cực kỳ đáng sợ nếu như anh em có thể thuần thục được hắn. Nhờ có chiêu 2 Hoành Long Kiếm, Gian không bị chặn là mục tiêu trong quá trình lướt, kết hợp hàng loạt khống chế và miễn thương được tạo ra đến từ chiêu 1 và 3 sẽ tạo nên một con quái vật thực thụ. Gian băng trụ một cách nhẹ nhàng và dễ dàng lấy đi những điểm hạ gục của đối phương ngay chính trong phần bản đồ của mình. Và trên đây chính là những vị tướng có khả năng băng trụ bá nhất phần 1 mà chúng mình đã tổng hợp được cho anh em trong video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh em tại phần 2 sẽ sớm được ra mắt trong thời gian sắp tới nhé. Và nếu như các bạn muốn tụi mình làm thêm về nội dung gì thì đừng quên để lại bình luận xuống phía bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Còn bây giờ thì bye bye!